Trả lời phóng viên báo chí, ông Nguyễn Đức Lương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hòa Bình cho biết, những dấu hiệu không hợp lý được chuyên viên của sở phát hiện vào sáng thứ Bảy, ngày 28 tháng 7 và báo cáo ngay cho Giám đốc sở. Ngay sau đó, những dấu hiệu này đã được lãnh đạo sở báo cáo với trưởng ban chỉ đạo kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia của tỉnh, Công an tỉnh Hòa Bình cũng như đại diện Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Công an. Trong quá trình rà soát thì Sở Giáo dục Đào tạo Hòa Bình đã phát hiện có vấn đề cần phải báo cáo với trưởng ban chỉ đạo thi của tỉnh, báo cáo với trưởng ban chỉ đạo thi của tỉnh với Bộ Giáo dục Đào tạo và Công an tỉnh Hòa Bình. Và đến hiện nay thì cơ quan Công an tỉnh Hòa Bình đang tiến hành xác minh làm rõ và hiện nay cũng chưa có kết quả gì, và chúng tôi cũng đang chờ kết luận của cơ quan công an và ý kiến của Bộ Giáo dục Đào tạo. Cái công việc mà lúc anh em làm ấy, mình thấy nó không logic thì phải báo cáo ngay. Cái phần nào gọi là không logic? Trong cái thời gian làm máy ấy, thế thôi. Tuy nhiên, đến thời điểm này, vì đại diện Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hòa Bình chưa thể trả lời câu hỏi đã phát hiện sai phạm ở khâu nào hay chưa, những dấu hiệu bất thường cụ thể ở phạm vi bao nhiêu bài thi, nghiêm trọng đến mức nào, tất cả đều chờ đợi ở kết quả điều tra của Công an tỉnh Hòa Bình. Số lượng cán bộ, giáo viên liên quan đến những bất thường này là 5 người. Hiện tại, các phóng viên vẫn chưa thể liên lạc được với bất cứ thành viên nào trong số 5 cán bộ, giáo viên này.